chuyển nhượng cầu thủ ngoại hạng Anh ngày 16 tháng 8. Chelsea thanh lý Conor Gallagher và quan tâm Aubameyang muốn mua cầu thủ của Atletico Madrid. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ ngoại hạng Anh diễn ra trong 24 giờ qua được cập nhật thường xuyên trên báo Thế giới và Việt Nam. Barca ra giá bán Aubameyang. Huấn luyện viên Xavi Hernandez xây dựng đội bóng với Lewandowski là mũi nhọn chủ lực. Aubameyang sẽ chỉ đóng vai trò dự bị. Chelsea rất quan tâm đến Aubameyang sau khi đưa Romelu Lukaku sang Inter, cũng như Timo Werner trở lại RB Leipzig. Huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận ông sẵn sàng đón cậu học trò từng làm việc chung những ngày ở Dortmund gặp bến sân Stamford Bridge. Theo nhà báo Fabrizio Romano, các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra. Trong diễn biến mới nhất, Barca yêu cầu Chelsea phải trả 30 triệu euro để có chữ ký của cựu cầu thủ Arsenal. Mua và Atletico đàm phán chuyển nhượng Alvaro Morata. Theo báo chí Tây Ban Nha, Mu đang xem xét về khả năng đưa Alvaro Morata trở lại sân chơi Premier League trong những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè. Mu hiện thiếu nhân sự trên hàng công, đồng thời huấn luyện viên Erik ten Hag quyết mạnh tay với Cristiano Ronaldo. Vì thế, chiêu mộ thêm chân sút mới là yêu cầu bắt buộc với quỷ đỏ. Morata là gương mặt mới nhất được huấn luyện viên ten Hag và bộ phận bóng đá ở Old Trafford đang theo dõi. Morata vừa trở lại Atletico sau thời gian cho mượn ở Juventus. Cầu thủ người Tây Ban Nha vừa có cú đúp trong trận mở màn La Liga đều từ các đường truyền của Joao Felix. Mặc dù vừa tỏa sáng, Morata vẫn không nằm trong kế hoạch chính của huấn luyện viên Diego Simeone. Atletico sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán cùng Mu để giải quyết tương lai cựu cầu thủ Real Madrid. Chelsea sẵn sàng thanh lý Conor Gallagher. Newcastle đang liên hệ với Chelsea về cầu thủ trẻ Conor Gallagher nhằm giúp huấn luyện viên Eddie Howe hoàn thiện dự án bóng đá cho những tham vọng mùa giải 2022-2023. Gallagher thi đấu ở Crystal Palace theo dạng cho mượn mùa giải trước. Anh vừa lại Stamford Bridge và có cơ hội nhất định trong chiến thuật của Thomas Tuchel. Huấn luyện viên Eddie Howe rất thích Gallagher vì anh thi đấu năng động. Cầu thủ 22 tuổi này được chờ đợi mang đến sự cân bằng và khả năng bùng nổ cho Newcastle. Chelsea đang có kế hoạch tăng cường tuyến giữa với Frenkie de Jong. Thế nên, The Blues sẵn sàng thanh lý Gallagher. Bản thân Gallagher cũng có ý định gia nhập Newcastle, đội bóng có sự cạnh tranh cao sau khi được đầu tư bởi Saudi Arabia. Anh muốn tìm một suất trong đội hình tuyển Anh dự World Cup vào cuối năm tại Qatar.